Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là bình luận viên Lê Khôi và đây là video top 5 tướng giao tranh tốt nhất tại cấp độ 1. Chắc hẳn bất kỳ game thủ Liên Minh Huyền Thoại nào cũng đều có đôi ba lần tụ tập cả đội, phi một mạch từ bệ đá cổ sang rừng đối phương nhằm kiếm trác ngay từ cấp độ 1. Một bảng hạ gục đối thủ ngay từ khi lính chưa xuất hiện, giữa lúc những kẻ ba ngờ còn đang ao ra ngoài lướt web, đôi khi là tiền đề đủ để snowball cả trận đấu sau đó. Vậy thì ngoài nhanh chân, đâu sẽ là những vị tướng đánh giao tranh cấp 1 tốt nhất? Hãy cùng tìm hiểu nào. Chắc hẳn khi nhắc đến những pha giao tranh đầu trận, không ít người sẽ nghĩ ngay đến Blitzcrank. Gã người máy luôn là hung thần số 1 cho những pha xâm lăng rừng sớm với cú kéo từ chiêu quy, bàn tay hỏa tiễn. Chỉ cần một cú kéo chính xác lúc đối thủ mất cảnh giác, 99% Blitzcrank sẽ đem lại chiến công đầu cho cả đội. Kể cả trong trường hợp giao tranh lớn nổ ra sau đó, với nội tại lá chắn năng lượng, Blitzcrank cũng sẽ là tấm khiên vô cùng cứng cáp và rất khó bị dồn chết ở những cấp độ đầu. Và đến khi chiêu quy của hắn hồi lại thêm lần nữa, thì khả năng cao sẽ lại có thêm một kẻ xấu số phải nằm xuống. Cái tên thứ hai trong danh sách sẽ tiếp tục là một thành viên của họ nhà kéo, chính là Nautilus. Tuy chiêu quy của Nautilus không thể kéo xuyên địa hình như Blitzcrank, nhưng nó lại có phạm vi kéo rộng và dễ trúng hơn khá nhiều, nhất là trong những địa hình chật hẹp như rừng thì rất khó để Nautilus kéo trượt. Bồi vào sau đó sẽ là cú đánh có nội tại mỏ neo ngàn cân làm chôn chân kẻ địch. Nội tại bá đạo giúp Nautilus giao tranh cực mạnh từ sớm, khi hắn có thể gây khống chế lên bất kỳ mục tiêu nào chỉ bằng những phát đánh thưởng. Tiếp theo sẽ là một vị tướng rất được ưa chuộng trong pha xâm lăng rừng ở cấp độ 1, chính là Thresh. Với cú kéo vô cùng đặc biệt, Thresh có thể làm choáng mục tiêu tới 1,5 giây, đủ thời gian để đồng đội của cai ngục xiềng xích có thể làm gỏi bất kỳ kẻ xấu số nào bị móc trúng. Không những vậy, Thresh cũng có thể nâng chiêu E, lưỡi hai xoáy để có thể khống chế đa mục tiêu, cũng như có được lượng sát thương đòn đánh cực lớn để dứt điểm đối phương. Nhắc đến những pha giao tranh cấp 1 mà thiếu Brom chắc chắn sẽ là một thiếu sót cực kỳ lớn. Có thể nói nội tại đánh ngất ngư của Brom là một trong những nội tại dễ kiếm chiến công đầu nhất của Liên Minh Huyền Thoại, đặc biệt là khi kết hợp với người anh em Lucian. Để giao tranh cấp độ 1 thì đây là vũ khí vô cùng lý tưởng. Chỉ cần Brom đánh thường hoặc dùng chiêu quy, tuyết tê tái, khắc một điểm đánh ngất ngư lên đối thủ là đồng đội sẽ dễ dàng bồi thêm 3 điểm để kích hoạt nội tại làm choáng đối phương. Sau đó thì không quá khó tưởng tượng nữa, thông báo chiến công đầu sẽ vang lên thôi. Cái tên cuối cùng trong danh sách sẽ là Seth. Với khả năng bắt người vô cùng bá đạo, điểm khó chịu nhất của Seth tại cấp độ 1 chính là chiêu thức E, song thú trưởng. Với khả năng khống chế đa mục tiêu, trong những pha xâm lăng từ cấp 1, Seth hoàn toàn có thể đầu tư một pha tốc biến và nắm đầu 2-3 kẻ địch lại với nhau, tạo tiền đề cho đồng đội lao lên sự đẹp chúng. Đặc biệt là khi kết hợp với ngọc siêu cấp dư chấn, Seth sẽ được cộng thêm rất nhiều chỉ số chống chịu và trở thành khiên chắn vững chắc cho những người đồng đội. Và đó là những vị tướng cực mạnh khi giao tranh ở cấp độ 1 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nếu bạn còn biết vị tướng nào có khả năng giao tranh đầu trận mạnh không kém, hãy để lại ý kiến ở phần bình luận dưới đây. Đừng quên theo dõi các trang fanpage của Liên Minh Huyền Thoại và đăng ký kênh YouTube Việt Nam Sport TV để không bỏ lỡ những số video bổ ích sắp tới. Tôi là Lê Khôi, xin chào và hẹn gặp lại. Subscribe và nhấn chuông kênh VTV7 để theo dõi giải VCS, kênh VTV để theo dõi nội dung Liên Minh Huyền Thoại.